Diệt cực nhanh, cực mạnh tất cả các loại sâu dày, dày nâu, dẹp xanh, dày cánh trắng, dày nhảy và tất cả các loại sâu dày. Riêng loại này thì các bác phun cho em chỉ 3 đến 5 ngày là thấy ngay kết quả. Sản phẩm dày chúa Hà Lan, sử dụng công nghệ mới nhất đến từ Hà Lan, tiêu diệt sạch các loại sâu chích út như dày dẹp, nhện đỏ chỉ sau một lần phun. Một gói thuốc 50g dạng bột dễ tan trong nước. Dày chúa Hà Lan đặc trị bọ dày, dẹp xanh, dẹp sáp, nhện đỏ và các loại sâu chích út. Chỉ sau 3 đến 5 ngày phun, bà con sẽ thấy ngay tác dụng của thuốc. Sản phẩm có độ bám dính cao, một lần phun tác dụng kéo dài 6 tháng nên cực kỳ tiết kiệm. Dùng được cho tất cả các loại cây, cây ăn quả, cây hoa màu, cây nông nghiệp hay cây cảnh. Sản phẩm đang được ưu đãi lớn cho bà con. Hãy nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ để đặt hàng và hưởng ưu đãi ngay hôm nay.